to my party. Phóng thế à? Dạ. Phóng đi biển giờ nhấn đá bình thường. Bác. Phóng thì đi biển đấy. Tàu ní là dài mấy mét bác? Ba không biết nữa. Là tàu ní là của chủ ví cái đấy đi để muốn đi chơi đi du lịch cũng đi được nữa. Dạ dạ. Thôi là để lại cho ông ba đi. Dạ dạ. Nhưng có đắt không? Tàu ní có đắt không? Rẻ thôi. Mà bữa họ mua thì khoảng từ vài 800. Chứ đi 10 năm rồi họ để lại cho ông ba vài trăm thôi. Dạ dạ. Ôi rồi thì bữa mỗi cháu có tiền cháu mua cái tàu như này để đi. Ừ, đi ra ngoài một tuần là về là có cả luộc cả tươi ăn. Dạ dạ. 700 triệu cơ thầy ạ bác. Ừ. Bữa sau tao mua một cái tàu đi ta đi chơi nhỉ. Mua cho trắng mà mua có hai tàu, một tàu có thành cho ba đâu. Mua rồi phải có cái cánh để cho bác về. Ừ, nhập làm chú ạ. Nhưng mà đầu đấy có mất tiền không bác? Có, khoảng 300. À. Nhưng mà phải ở để đầu trên bến ba là không mất tiền. Mà ba ở đến xuân mấy chỗ chờ mấy trăng cù ra lên đi. Nhưng mà tàu đi có phải bơm nước không? Nước là lấy ở mỗi bắc. Hả? Đi tàu như này là lấy nước đấy ở đâu? Đi là mình lấy dâu đó là được họ cho luôn. À à. Rồi còn điện mình thắp đấy là cùng điện họ cho luôn. Tức là một tháng 300 nghìn ở đấy là cả điện cả nước à? Không, một tháng 300 nghìn là điện bên bên đầu. À, còn điện nước là họ cho à? Còn điện là họ cho, điện là nhà chủ mình bơm dâu thế. Dạ dạ. Bán dâu cho ta đây, ta đi lấy chuyện cho họ là 7-8 triệu, 10 triệu như thế nữa. Họ cho ta tiền nước. Mà ví dụ như một con tàu nhỏ như này. Hả? Con tàu ní là chắc phải... Mua mới à? Dạ. Mới thì mua ní phải vài tỷ rưỡi cho về. Tàu ní ạ? Ồ. Nhưng mà tàu ní nếu mà đánh là có đánh được nhiều cá không bác? Thì tụi mình câu, tụi sản phẩm mình... Mà làm thôi, đi người làm thôi, chứ có tàu thì có người mua tàu về không làm được luôn là bán là cho thôi. Nhưng mà tàu này như lịch sử của bác Lý nha, là bác có thể đánh được bao nhiêu tấn cá? Bác Lý thì một bán về cứ là 4-5 ngày về là 30 triệu, 40 triệu. Nhưng mà tính là cân là bao nhiêu cân? Có biết à, về tính ra là bán tiền bình thường là cứ 30 đến 40. Mà đi vài ngày bác hề? Có khi 4 ngày, có khi 5 ngày. Có mà, khi mà không được thì phải 6 ngày. Mà bác là hãy đi câu mực cá đấy các kiểu bác hề? Ừ, đi câu mực có bất kỳ con đi bắt được. Mà đều miền là có cá chứ là sẵn cá chứ là câu quả đâu. Dạ dạ dạ. Chứ ai nói ra tận nơi mà thấy con cá chứ là cứ đánh bắt lên mà nhà bác là luộc hết. Dạ dạ. Nhà à. Bán cá luộc là đắt. Dạ dạ. Hắn có cái giá của cá luộc hắn. Dạ dạ. Nếu cá mú cá nục mà về thì để tưới thì cân mà 100 nghìn. Mà chúng ta luộc ngoài biển 2 cân thì lại là 1 cân á. Dạ dạ. Phải về bán 300. Dạ. 200 tạ khi mua rẻ là 208. Khi mua rẻ đoan được nhiều rẻ nữa thì 250. Dạ. Cá to. Con cá nhỏ thì 220, 250, 180, 200 tuy. Bác đi biển lâu chứ? Lâu năm chứ? Bác đi biển 40 năm rồi. Ôi. Từ mà... lấy chồng ra là đi biển như được. Dạ. Bác vẫn đi 62 tuổi rồi. Dạ dạ. Mà nhìn bác vẫn trẻ hay? 62 tuổi trẻ chứ nữa. 62 tuổi thì là trẻ đấy chứ nữa. Bác khổ nhất, không có ai làm nghề biển là vất vả. Nhưng mà được cái khỏe bác ạ, làm lao động. Nếu làm nghề đi là ăn, nói thật với chú chứ, ăn ba con xương. Thêm con mực, ăn con mực, thêm con cá, ăn cá. Nói chứng thực phẩm tươi sống. Tươi sống với vậy gọi là cái chim sạch qua biển, cái chim sạch là như ba đi khám biển nè. Hồ mình đây chứ bán của mình gì? Dạ dạ. Cháu thấy được đúng rửa được cái sức khỏe bác ạ. Ừ, ba đi biển từ hồi ba lớn lên lấy chồng ra lấy chồng đấy là được chồng là say thiệt là bắt đầu là ba đi luôn. Dạ dạ. Khi nữa là được ba đứa con là ba quẳng con ở nhà là bắt đầu là ba đi với ông là đến dư là để cầm kem chỉ ông thôi là ông cứ hay ông rượu mà bữa thanh niên thì ông không rượu. Dạ dạ. Cái ông lấy vợ về đây được vài là có là cứ người đi trái người khác trái đó sau ông uống nhiều quá nữa. Dạ. Thanh niên là ba phải kem chỉ ông. Dạ dạ. Mà để đi về khi nữa mà là ba khi nữa là sinh ra năm sáu thì thêm hai đứa là năm đứa con đông của ông cho cho con ăn. Ông hay say rồi ông đi. Mà rồi. Tết đi bác ăn Tết ở trên bờ hay ăn Tết dưới thuyền? Tết à? Thì ứng về thuyền thì ứng mà ở bên nhà có nhà đến nhà ba có không đến hai cầu đi rồi. Dạ dạ. Hai cầu cũng theo nghề ông nữa. Dạ dạ. Hai cầu một cầu đi Ánh một cầu đi Đài Loan bên á. Dạ. Như nhà ba quán trên á ba để cửa lại nữa. Nhà ba mặt đường bằng một đất mặt đường đoan hoàng ba là người cùng binh báo người đấy không? À. Bác ở huyện nào Quảng Bình? Quảng Trạch. Dạ gần quê ông Giáp không? Ông Giáp là Lệ Thủy bác ơi. Ông Giáp ở Lệ Thủy trong xa. Dạ dạ. Mà chứ ông Giáp có ông Giáp ráng mua đất đến đâu ngang ta lên đây này. Ông mà mua ông trốn đến đâu ngang này. Ông ra cánh hôn lá của
của chống chống giặc xâm lăng rồi, ông cánh giặc dưới, như ông cánh giặc dưới. Dạ dạ. Như như là cánh giặc dưới đó. Ông trận trừ xong hồn lá đó. À, Đào Yến, Đào Yến. Ở đó ông trận trừ đầu lá là cánh giặc dưới đó chúng nó, chứ bên ta bên ấm bên bên cả chủ giáo thì không biết chứ cả, mà nếu mà lương là cánh giặc dưới. Dạ dạ. Ông ấy giỏi về chiến tranh. Dạ dạ. Thì ông ấy chỉ là ông thích thích cái hướng đó, ông thích con đùa mua đất đó chỗ nóng đó mà, rồi xin nhà nước là chỗ nóng đó mà, ông trận dự là biên cương mà, chỗ nó lá nó là khỏi giặc đi đi qua bố đó là hành lang cơ cơ chi rồi nè. Dạ. Thì ta nói là ông trận trận giặc dưới, nhưng mà đi ông với ông trận giặc dưới. Giặc dưới tức là giặc mà ngoài biển đúng không? Không, giặc là giặc bên ấm này. À. Không biết à? Nhưng có cái phong thủy gì là những là dịch đi ngoài đi dịch Covid đó nè, chứ có ông có cánh giữ rồi lại yên ổn đó. À cháu hiểu rồi, bên lắm đá là nữa đó. Dạ dạ, có cái giặc giữ nữa đó. Ở đấy họ câu cá ngoài biển thì chắc được nhiều cá không thầy? Không, không có. Bờ mồi nắm thì mày nắm được cấu ở đấy này, đừng nên mơ đi mà cấu. Đừng đừng ở đấy ngay nơi mấy cái ní đi. Ở nơi cái câu cảng đi. Cá trố con ba lô bốn lô con ngay này cười cả ngày. Bờ ní hiểm này, đi hết rồi. Dạ dạ. Rồi cháu cảm ơn bác nha. Rồi thôi, về thôi. Dạ cháu về đây. Chào cháu bác. Về thôi.